Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 341. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Thời gian qua đi vài vạn năm Đế quốc rốt cuộc lại xuất hiện Một vị cấp thủy tổ Điều duy nhất khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc hận Là thủy tổ nay vậy mà Lại là hoang cổ tộc Không lẽ thời đại bây giờ ở đây Khí vận của vũ trụ hồng hoang thật sự Là vào mắt xanh của hoang cổ tộc như thế Chủng tộc này đã đi tầm lý đức Với đế quốc nhân tộc Thật sự sắp đi vào thời đại Hưng thịnh nhất trong rất nhiều dự ngôn đã nói như vậy sao Trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thần Bước vào tổ điện liền cảm nhận được một loại áp lực nhét đầy ở bên trong không gian. Dùng như trong tưởng tượng trọng lượng của thế giới này đột nhiên đặt ở trên người của ngươi. Vận chuyển ra thuyên đại thuật, chiến lược của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới thủy tổ. Hắn tiếp tục đi về phía chỗ sâu của đại điện. Bên trong đại điện tia sáng rực rỡ. Chỗ sâu là một pho tượng nhân loại cao ngất. Không ngoài dự liệu chính là đế hoàng thần thánh Hai bên pho tượng có 24 khung trụ Phía dưới khung trụ là bàn, đệm hương bồ Hình tượng này giống như đã từng quen biết Lâm Bắc Thần hơi quan sát, liền biết được Nơi này với đế hoàng thần điện Bố cục cũng chính là một tầng đỉnh cao nhất Bên trong đại điện của vạn tộc tri ngục Giống nhau như đúc Nhân viên tổ thành Lúc ban đầu của nội các thần thánh Chính là thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc nhưng mà sau đó thủy tổ tàn lụi Tàn mát đi Không cách nào Có thể tạo thành 24 chi thụ Thủy tổ hiện có Cũng theo với sự ẩn cư của đế hoàng thần thánh Mà không còn nóng lòng Với sự vật đế quốc Các quyền thế trong lòng bàn tay Dần dần biến thành hậu duệ Đệ tử hay là người phát ngôn của 24 thủy tổ Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua Quả nhiên đã có thủy tổ Ở chỗ này chờ đợi Người ở dưới khủng trụ thứ tư Chính là thủy tổ độc tệ đạo Lão nhân trông có vẻ thân thể già yếu, ngồi dưới khung trụ thứ 8 chính là thủy tổ huyết ma đạo. Đại hán thô kịch thân hình khôi ngô. Ngồi phía dưới khung trụ thứ 13 chính là thủy tổ ám ảnh đạo. Rõ ràng là hình người, đồng thời mặt mũi rõ ràng. Nhưng mà lâm bắc thần bất kể là nhìn bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhớ được mặt của người này. Không cách nào hình thành ngôn ngữ miêu tả, cổ tượng trong đầu. Phía dưới khung trụ thứ 22 có hai thân hình đang ngồi. Một người thấp bé như ấu đồng ba bốn tuổi là thân thể huyết nhục. Một người khác lại cứ như là cự nhân cao hơn 10 mét. Toàn thân đều bao phủ ở trong áo choàng to lớn màu xám. Trên đầu đội một cái mũ rộng vành màu xám. Toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức kim khí băng lãnh. Trực giác thứ nhất của Lâm Bắc Thần đó cho hắn biết đây là một quái vật chiến đấu được cải tạo đến cực hạn. Thủy tổ cải tạo đạo. Lâm Bắc Thần trong lòng có phán đoán Thì ra vì này còn sống Cảm giác tồn tại trong ngày thường Thật sự là quá thấp Thảm kiến các vị đạo hữu Lâm Bắc Thần khẽ vút cầm Bên trong bụi cỏ Vậy mà cũng xuất hiện giao long Thì tổ ám ảnh đạo phát ra tiếng cười Vừa liếc mắt nhìn qua liền xác định được thân phận của Lâm Bắc Thần Khẽ gật đầu nói Hãy cho lý đạo hữu đấy Đạo hữu Có tư cách nói hai chữ này không? Con phải thử một lần Tiểu người luôn đun mở miệng Giọng nói của hắn sắc bén chói tai Giống như là quỷ điếu không tồn tại Ở thế giới này Mà theo với tiếng nói của hắn Cự nhân cao mấy mét sau lưng kia Đột nhiên lại tăng thêm một đoạn Thì ra trước đó hắn đang ngồi Lúc này đứng lên Khoảng chừng 20 mét Áo choàng trên người từ đầu vai trượt xuống Lộ ra thân thể nhân loại kim khí Màu ám sắc Nhảy mắt sau đó thân thể kim khí này hiện xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Cựu quyền tưởng như đã đá lăn đánh xuống về phía đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Quyền kinh đáng sợ, tưởng như đã muốn nổ tung toàn bộ thế giới. Lực lượng cấp thủy tổ, đây là quyền kinh mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần nhìn thấy qua. Nếu như ở trong tinh hà không có cấm chế, một quyền này đủ để trong nháy mắt hủy diệt một con đường, đánh đổ hàng trăm hàng ngàn hành tinh. Nhưng nơi này chính là tổ điện, cho nên lực lượng của một quyền này có thể thuấn miểu bất kỳ cấp cận thủy tổ nào, nhưng lại không cách nào trung chuyển tổ điện. Làm bậc thần không lùi và tiến tới cũng đấm trong một quyền. Thành âm thành thúy vang vọng trong đại điện. Thân thể nhân loại khổng lồ cao 20 mét trực tiếp bị chấn bay đến nhẹ nhàng giống như một cây lồng vũ lưu động trên không trung. Thân thể cao lớn của hắn rủ xuống âm ảnh trên mặt đất, đem cả người của Lâm Bắc Thần đều bao phủ bên trong đó. Nhảy mắt sau đó, thân thể kim khí gấp gáp trầm xuống, sau đó xuất quyệt. Thân hình của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Dưới nách của hai tay ban đầu lại mọc ra hai đôi cánh. Tiếp theo hai chân lại cũng như bàn tay, bàn chân bóp thành nắm đấm, cũng xuất quyển liên tục nện xuống. Sông như vận hành, vẫn nạc đầy trời oanh minh nện xuống. Mái tóc đen của lâm bắc thần tung bay, có ý tứ Đây chính là bản mệnh hộ vệ Do thủy tổ chế tạo sao Nghe đồn rằng thủy tổ cải tạo đạo Bởi vì thể chất tiên thiên đặc thù Bản thân không cách nào tu luyện đến tổ cảnh Nhưng lại được đế hoàng thần thánh truyền thụ Cải tạo thần thuật Thôi diễn đến đỉnh phong Sáng tạo trong một bản mệnh hộ vệ Có được chiến lược tổ cảnh Tiến tới có thể tiến nhập hàng ngũ Của 24 đảo huyết mạch Cái tư đồ chơi này không phải chính là người máy AI chiến đấu bản dị hóa sao? hoặc là nói là sự tồn tại đại loại như Transformer, Cybertron. Lâm Bắc Thần cực kỳ trung nhị hét lên một tiếng, trận xuất quyền đối oanh. Giả thiên đại thuật cường hóa rõ rệt nhất chính là cận chiến chỉ được nhục thần của Lâm Bắc Thần. Nhìn dường như có tranh lệch chút ít với Thánh Thể Đạo, cho nên đối đầu với loại đối thủ cứng đầu này. Rầm rầm âm thanh đôi oanh đinh tai nhức óc quấy động ở trong đại điện đủ để trong nháy mắt kiến tinh cầu lâm vào kình phong của trận thế khuấy động ra bị trận pháp cấm chế của tổ điện hấp thù tiêu tan sau khi kéo dài mười hơi thở bóng người chợt hiện bản mệnh hộ vệ của cải tạo đạo lần được bị đánh bay ra ngoài nhưng một mảnh lông hồng rơi vào trên bên cạnh thủy tổ cải tạo đạo không phát ra một chút âm thanh cánh tay eo cùng trên hai chân của hắn có từng vết lõm quyền ấn rõ ràng như vậy chính là hình dạng nắm đấm của lâm bắc thận nhưng mà trong khoảnh khắc hắn rời xuống đất thân thể kim khí như chất lỏng nhúc nhích vết lõm biến mất sau đó áo choàng rơi trên mặt đất trước đó cũng giống như suối nước chảy ngược một lần về tới trên thân thể của hắn Thụy tổ cài tào tào chậm rãi nói lý đạo hữu xem như thừa nhận địa vị của lâm bắc thận Lâm Bắc Thần cũng không tức giận Muốn có được sự tán thành nhất định Phải chứng minh bản thân Lý đạo hữu Thủy tổ độc tệ đạo hiếp mắt Một dáng vẻ xa mắt mờ mà nói Ta vẫn cảm thấy Trên người của Lý đạo hữu Có một loại khí tức thân cận Giống như đã từng quen biết Gần đây loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng hơn Đạo hữu cùng đạo đầu tử ta đây Chẳng lẽ là cố nhân hay sao Lâm Bắc Thần trong lòng run lên ta quả thực là đã đào bới rất nhiều thi thể trong quan tài của ngươi. Tù vì địa vị có được hôm nay, ngươi có 99% công lao đấy. Bây giờ cô thi thể ngâm ở bên trong của quan tài thủy tinh kia vẫn là thân thể đế giả của thế giới hắc ám mà ta bỏ vào. Nhưng chúng ta thật sự không phải là quen thuộc lắm. Bạn độc tên đạo quá khen rồi. Ta có mấy vị bằng khấu đều là đệ tử môn hạ của đạo khấu Có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. <laughs> thủy tổ của độc tệ đạo gần đầu cười. Lúc này thủy tổ của huyết ma đạo mắt mỉm cười mở miệng nói. Hôm nay triệu đạo hữu tới đây Ngoài chuyện làm quen một chút với mấy người bạn già. Chủ yếu nhất là có một cái chuyện bí mật cần phải nói cho đạo hữu biết. Ồ, oh, Lâm Bắc Thần biết vở kịch trần chính đến rồi. Ngay lập tức to mò hỏi Chuyện gì? Đạo hữu có biết sự tồn tại của âm cực vũ trụ không? Huyết mà đạo thủy tổ đi đến chính là đòn sát thủ. Lâm Bắc Thần nói, từng nghe qua một số lời đồn thôi. Thủy tổ huyết mà đạo nói, vậy đạo hữu đối với chuyện nửa năm trước đó, đoàn công phẩm của đế hoàng cuồng tín độ từ bên trong thần điện trở về, mang theo âm cực quái vật cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần nói, dựa vào những gì mà ta thấy, đoàn công phẩm có lẽ là có oan quất nào hậu quả nhiên là có tuệ nhãn huyết ma đạo thủy tổ Cần đầu nói quả thật là ủy khuất cho bọn hắn nhưng cái này cũng là biện pháp bất đắc dĩ bọn hắn biết quá nhiều lại không quyết đi hợp tác cùng chúng ta chúng ta Lời mặc thần thể bén nắm bắt được mấu chốt từ đó lại nói chúng ta là ai thủy tổ huyết ma đạo lại nói chính là thủy tổ của thánh tộc thủy tổ ám ảnh đang mở miệng nói ngươi là người của thánh tộc sau khi trở thành tổ đương nhiên lấy lợi ích của thánh tộc làm trọng đoàn cống phẩm từ chối hợp tác cùng thánh tộc khắp nơi tuyên dương chuyện của âm cực thủy tổ có hại cho lợi ích của thánh tộc phải làm hủy diệt thôi trong lòng của lâm bắc thần đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó ánh mắt của hắn quét qua đại điện nhìn như trống rỗng này rút cuộc phát giác được ngoài trừ thủy tổ cực đại ra trong đại điện này mơ hồ còn có sự tồn tại của mấy chục đạo năng lượng khác cực âm chi lực rất mờ mịt nhưng cẩn thận trải nghiệm và quan sát là có thể cảm giác được cho nên các vị sao không hiện thân lâm bắc thần mở miệng nói tự như tiếng cười khẽ của âm quỷ vang lên dưới từng khung trụ trống rỗng trước đó xuất hiện thân ảnh hư ảo tổng cộng có 16 người cũng là trạng thái hình người cao quan trường bảo sắc mặt tím xanh đan xen ở giữa trạng thái hư ảo và chân thực giống như là u hồn ngồi ngay ngắn sau bàn đang đồng loạt nhìn về phía lâm bắc thần thủy tổ quỷ quái lâm bắc thần vừa liếc mắt liền xác định bọn này chính là bọn quái vật âm cực xuất hiện ở bên trong thần điện tầng chót nhất của vạn tộc Trinh ngục lúc trước trước đại thủy tổ trong điện đối với sự xuất hiện của những âm cực quái vật này không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị không cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng sớm đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với nhau hoàng cổ tộc có nhân đã sớm phản bội đế quốc bọn hắn cùng sinh vật của âm cực vũ trụ cấu kết với nhau giới thêm một chút bọn hắn là khách quý của âm cực vũ trụ trên hữu tốt nhất của thánh tộc may mà có đoàn công phẩm trước đó mới có thể mời 16 vị khách quý này từ bên trong vạn tộc tri ngục đi ra ngoài huyệt mà thủy tổ nói mà ánh mắt đều tập trung vào trên người của lâm bắc thần lâm bắc thần vẻ mặt âm tình bất định như thể là ở trong lòng ngồi giao phong tư tưởng kịch liệt còn những người khác cũng đều không mở miệng hỏi lại cái gì cả ngay cả 16 u hồn màu tím xanh kia cũng đều duy trì im lặng không nói như thể là đang chờ đợi từ tay cuối cùng của vị thủy tổ tần tấn này chúng ta có thể có được cái gì biểu cảm của lâm bắc thần dần dần bình tĩnh huyệt mà thủy tổ nói vĩnh sinh chi cả vô thượng chúa thể đối với vũ trụ vĩnh hằng cùng thọ với trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyệt vĩnh sinh đáp án này hợp tình hợp lý ngoài dự liệu dùng cái gì để vĩnh sinh lâm bắc thần lại hỏi tuổi thọ của các thủy tổ đã rất dài rất lâu dưới tình trạng thái bình như vậy sống mấy trăm vạn năm không thành vấn đề nhưng đối với chư tổ của hoàng cổ tộc mà nói hiển nhiên là không đủ bọn hắn muốn vĩnh sinh huyệt mặt thủy tổ trầm mặc một chút lại nói Âm dương tương tế là vĩnh sinh Thế nào là âm dương tương tế Lâm Bắc Thần lại hỏi Hắn là đang thật sự kiềm tốn thịnh giáo Ai không muốn có được lực lượng vĩnh hằng bất diệt đâu chứ Khí vận Thủy tổ huyết ma đạo lại nói Khí vận từ đâu mà đến Lâm Bắc Thần lại hỏi Thủy tổ huyết ma đạo mỉm cười không nói thêm Còn Lâm Bắc Thần lại trong nụ cười của đối phương Đột nhiên hiểu ra cái gì Đã ban bùa với hắn từ rất lâu để bại lộ Không khỏi hít sâu một hơi Trái tim bỗng nhiên tắt lại Các sinh vật của âm cực vũ trụ Tại sao phải mạo hiểm đi vào hồng hoang vũ trụ Giết chóc trong ngòi chiến tranh Dù sao thì hồng hoang vũ trụ Đối với sinh vật âm cực mà nói Giống như mãnh hổ ở trong hải dương Như cuồng sa ở trong đục địa Căn bản cũng không phải là hoàn cảnh sinh tồn thích hợp nhất Cho dù có là sinh vật hung tàn Cũng không cần phải phát rồ đến mức tiến hành loại tàn sát vượt vũ trụ này. Huống chi các cường giả âm cực trình chiến hồng hoang vũ trụ về cơ bản không có kết quả gì tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết, táng thần thả hương. Cho nên rốt cuộc là tại sao chứ? Hiện tại Lâm Bắc Thần đã hiểu rồi, vì khí vận, khí vận từ đâu mà đến chứ? Là tới từ trong cơ thể của hàng ngàn, hàng vạn sinh linh của hồng hoang vũ trụ. Mỗi khi sinh linh, vận khí không giống nhau, Người ngưng tụ vận may lớn Để đứa con của khí vận Người tầm thường là sinh linh bình thường Bên trong hồng hoang vũ trụ Cho dù một cây ngọn cỏ Thật ra cũng ẩn chứa khí vận riêng Mà những cường giả đỉnh cấp này Nổi danh ở bên ngoài của thế giới võ đạo kia Thường thường đều là người có đại khí vận Bất kể là âm cực vũ trụ Hay là hồng hoang vũ trụ Đạo lý đều giống nhau Cho nên những cường giả bên trong Sinh linh âm cực kia bản thân chính là sự tồn tại ngừng tụ âm khí vận cực mạnh bọn hắn vì sinh trưởng đi tới hồng hoang vũ trụ tranh đoạt dường khí vận mà phương thức tranh đoạt chính là săn giết từ trong cơ thể của sinh linh hồng hoang vũ trụ không ngừng cướp đoạt và thôn phệ đây mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất trong truyền thuyết những cường giả của âm cực vũ trụ kia liên tục đi vào hồng hoang vũ trụ tạo đại sát nghiệp mà không phải như rất nhiều người suy đoán trước đó Chính là chỉ vì ân oán tình thủ Hay là dã tâm bá nghiệp Bây giờ nghĩ lại Chỉ sợ là trong những năm tháng dài đằng đẵng của quá khứ Các cường giả của hồng hoang vũ trụ Có lẽ cũng từng có người đi qua âm cực vũ trụ Cũng dùng thủ đoạn giết chóc giống nhau Đến tranh đoạn âm khí vận Như vậy mới có thể làm được Âm dường tường tế Mới có thể vĩnh sinh Khói một trong lòng của Lâm Bắc Thần Trong nháy mắt tiểu tán Hắn vô cùng khiếp sợ Nhìn về phía huyết ma thủy tổ Người sau vừa nhìn thấy biểu cảm của lâm bác thần Liền biết suy nghĩ trong lòng hắn Tán thưởng nói Không hổ danh là thiên tri kiêu tử Khí vận lớn nhất một vạn năm Tri tuệ trác tuyệt Một chút liền rõ ràng Xem ra người đã suy nghĩ rõ mấu chốt trong đó rồi Lâm bắc thần hít một rơi thật sâu Chậm rãi gật đầu Suy nghĩ rõ rồi Âm thanh của thủy tổ ám ảnh đạo vang lên Cho nên lựa chọn của ngươi là gì Lâm Bắc Thần cũng không do so dự Trực tiếp ở nơi đó nói Thế gian này có ai không muốn trưởng sinh chứ <laughs> Trong đại điện Bọn quái vật âm cực thủy tổ Lập tức đều phát ra âm thanh quỷ tiếu hai long Bộ không khí dường như đột nhiên trở nên dễ dàng hơn Biết ba thủy tổ cũng hai lòng gần đầu nói Lý đạo hữu Hoàn nghênh người gia nhập với chúng ta Từ hôm nay trở đi Người chính là một thành viên của tổ chức vĩnh sinh Tổ chức vĩnh sinh Lâm Bắc Thần nhìn bọn quái vật hoàng cổ tộc thủy tổ cùng âm cực thủy tổ trong đại điện. Vào thời khắc này rốt cuộc đã triệt để xác định các chiếc cường giả đứng ở đỉnh phong võ đạo của hai thế giới ở rất lâu rất lâu trước kia cũng sớm đã lựa chọn liên thủ rồi. Đây là chuyện rất đáng sợ. Ngay trước các cường giả âm cực vũ trụ sầm lấn hồng hoang vũ trụ sẽ dẫn đến sự công phẫn mà bị hợp nhau tấn công. Kết cục cuối cùng là thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ có sự phối hợp tác chiến cùng ủng hộ của chư tổ hoang cổ tộc. Những quái vật âm cực thủy tổ trước mắt này hoàn toàn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Sau khi đổ sát hàng tỷ sinh linh, hợp thủ dương khí vận, thành công toàn thay trở ra. Mà để báo đáp lại, điều có thể tưởng tượng chính là chức tổ của hoang cổ tộc bên trong âm cực vũ trụ tan sát âm cực sinh vật để cướp lấy âm khí vận. Những thứ thổ dân thủy tổ này cũng sẽ phối hợp tác chiến. Bốn đám sinh linh cương tụ khí vận lớn nhất, chiến lược mạnh nhất cùng quyền lực đỉnh phòng nhất hai thế giới, tiến hành thu hoạch vô tình đối với sinh linh khác, cho dù là đối với đồng bào của mình cũng không chút lưu tình. Dưới âm mưu cùng lực lượng như vậy, có ai có thể chống cự nổi chứ? Suy nghĩ tỉ mỉ cũng cực kỳ sợ hãi. Lâm Bắc Thành càng nghĩ, càng thấy không rét mà run, làm sao để hấp thu khí vận? Lâm Bắc Thành lại hỏi: ở trong thế giới của chúng ta Có một môn bí thuật Gọi là phong giả chỉ đức Hút hồn thể này của người chết Đã có thể hấp thu khí vận Mà bản thân mang theo Việt mặt thủy tổ nói xong Lòng bàn tay mở ra Một đạo kim quang quyển trục lóe lên Chậm rãi bay về phía lâm bắc thần Là một mảnh cổ ngọc kim sắc Lâm bắc thần âm thầm lấy công năng Quét mã QR của điện thoại phân biệt Sau khi xác định không hề giấu giếm thủ đoạn khác Mới đón ở trong lòng bàn tay tinh thần được hơi trầm xuống, liền phát hiện trong đó giấu giếm một quyển bí sách, tên là Phong Giả Chỉ Tức. Lâm Mặc Thần hơi quét qua, với trình độ học suốt của hắn, có thể thấy được giảng thuật trong đó là bi pháp thông qua giết chóc cướp lấy hồn thể của người chết, từ bên trong hồn thể luyện hóa ra khí vận. Tà thuật rồi. Lâm Mặc Thần dùng tri thức, lý luận võ đạo cũng không tính là cao minh của bản thân đưa ra giá trị bình phán tuyệt đối nhưng mà hắn đối với tà thuật Cũng không có thành kiến cùng kỳ thị gì Bởi vì cái thứ đồ chơi này Ở chỗ người tu luyện Tính tác dụng chính tà Dường như là một lòng Nhưng cực kỳ hiển nhiên quang cổ tộc, trừ tổ cùng thủy tổ của âm cực vũ trụ Sau khi thiết được loại bí thuật này Vốn không định làm người Cho nên bọn hắn muốn thủ cắt sinh linh Của cả hai vũ trụ Cái này còn hung ác hơn cả Nhà tư bản cát rau hẹ còn nhà hắn Nhà tư bản chỉ đảm bốn tóc để lực cùng trí nhớ của con người. Còn các thủy tổ chẳng những muốn mạng của ngươi, còn muốn người tam hồn thất phách để gây triệt để hồi phi yên diệt. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi cổ ngọc. Việc mặt thủy tổ hào phóng bỏ ra pháp môn tu luyện phong giả tri thức như vậy. Quả thật là cho thấy thành ý rất lớn. Hoặc là nói, cam đoan chắc chắn Lâm Bắc Thần sẽ không cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Lỡ như cự tuyệt, song phương thủy tổ chỉ sợ là sẽ trọng nháy mắt xuất thủ đem lâm bắc thần đánh giết sau đó cướp đoạt khí vận đồng thời lâm bắc thần cũng ý thức được bản thân của hắn chắc hẳn là có một loại giá trị khan hiếm nào đó cho nên mới có thể khiến tổ chức vĩnh sinh hậu đãi mình như thế nếu không thì dự lựa chọn tốt nhất của bọn hắn chắc hẳn là đánh chết mình sau đó lấy phong giả chỉ tức cướp đoạt hồn thể khí vận dù sao mình trong thời gian ngắn như thế liền thành thủy tổ, uy tôn, tôn vị như vậy, nhất định là người có đại khí vận trên thần. Nghĩ tới đây, sau lưng của Lâm Bắc Thần một trận lạnh toát. Hắn lúc này mới bất giác ý thức được, bản thân hôm nay quá khinh thường rồi, dường như bước vào nơi nguy hiểm phản kiếp bất phục. Hắn nhìn về phía các vị thủy tổ, biểu cảm duy trì trấn định nói, ta đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Huyết ma đạo thủy tổ nói, Chuyện gì? Lâm Bắc Thần nói Ta đã từng cho rằng Thánh tộc của nhìn Bắc Thần quân đoàn tồn tại và phát triển Từ tiên giới chi thật Cho tới đuôi to khó vẫy hiện tại Là bởi vì lơ là sở xuất Hiện tại xem ra Rõ ràng là các vị đạo hữu cố ý phóng túng Muốn bồi dưỡng một đối thủ đủ phân lượng Để gây nên cuộc đại chiến vũ trụ Huyệt mặt thủy tổ nhìn các chư tổ khác Tất cả mọi người đều nở nụ cười Không sai đúng là như thế. Là trên hỏa thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, sinh linh trong vũng máu kêu lên, vô số hồn thể xuất hiện, không cần chúng ta động thủ, liền có thể có vô số khí vận, có thể tùy ý tu hoạch và hưởng thụ. Chúng ta cần chiến tranh, bởi vì chiến tranh có thể mang đến tử vong. Một số thủy tổ của âm cực vũ trụ phát ra âm thanh quỷ tiếu. Bọn hắn bị vây hãm ở tầng cao nhất của vạn tộc trì ngục trong điên đại dài răng rạc. Đến mức có chút thần kinh không được bình thường lắm Quả thật giống như ác quỷ Trong lời nói tràn đầy khát vọng Đối với giết chóc cùng và tử vong Lâm Bắc Tần nhìn về phía huyết ma thủy tổ Cảnh giới tu vi đạt tới loại trình độ Của chúng ta bây giờ đây Vì diệt tinh hà tinh hệ Cũng không tính là quá khó khăn Tự mình xuất thủ là được Tại sao lại còn muốn mượn nhờ chiến tranh Huyết ma thủy tổ nói Bởi vì khí vận của toàn bộ vũ trụ Cuối cùng có mà một mực đều ngưng tụ trên thân của cùng một người. Còn thứ mà vĩnh sinh cần là khí vận cuồn cuộn không dứt. Hiểu rồi, cắt một gốc trọc hẹ không được, cắt xong dưỡng một khoảng thời gian, chờ cho đến khi gốc trọc hẹ tiếp theo mọc ra rồi tiếp tục cắt. Tà thuật phong giả tri tức, cướp lấy khí vận, có mà duy trì đâu dài, nhất định phải bổ sung mang tính giai đoạn, cho nên nhóm thủy tổ của tổ chức vĩnh sinh không thể hủy diệt hai vũ trụ mà là hy vọng có thể có sinh linh đến cung cấp hồn thể liên tục không ngừng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần, đột nhiên lại hiện ra một nghi vấn. Nếu Hoàng Thần Thánh Viễn Trinh ở âm cực vũ trụ, phải chăng cũng có liên quan đến khí vận? Mục đích mà lão nhân giả hắn thành lập luân hồi, ngoài trừ cân bằng hai vũ trụ ra, phải chăng cũng là vì cướp đoạt khí vận mà đạt được vĩnh sinh hay chăng? Lâm Bắc Thần hiện tại đã tiến vào trong một loại trạng thái Lão tử ai cũng không tin, ai cũng hoài nghi xem ai cũng giống như là người tốt Mà lúc này huyết mắt thủy tổ Lên mở miệng nói chiến tranh lần thứ hai nhắm vào bắc thần quân đoàn liền muốn kéo màn che ra mục đích của một trận chiến này chỉ có một khiến cho đế quốc cùng bắc thần quân đoàn tiến vào trong chiến hỏa dài răng răng dẫn đốt toàn bộ tử vong trì viêm của hồng quang vũ trụ chúng ta hy vọng người có thể chủ đạo trận chiến tranh này để cho ta làm thống soái sao Là bắc thần cảm thấy ngạc nhiên rồi đây không phải chính là quyền thế mà bản thân trăm phương ngàn kế muốn có được sao? Ngay lập tức thật sự muốn trở thành đại lão xã đoàn rồi. Đến lúc đó mang theo thiên quân vạn má, nói một câu, thật xin lỗi, ta là nội ứng, có vẻ như cũng rất mang cảm giác. Nhưng vấn đề hiện tại là, chỉ có hai thủy tổ là vương ba ba và trầu cà cà, cộng lại cũng không phải đối thủ của tổ chức vĩnh sinh. Biết mà thủy tổ gần đầu hồi đáp, không sai, lý đạo hữu, ngươi thành đạo thời gian quá muộn Tầm đạo còn chưa thành thục Cho nên càng nên đi kiến thức chiến tranh Hưởng thụ chiến tranh, chứng kiến tử vong Sau đó cướp lấy hồn thể của người chết Trên chiến trường, tu luyện vong giả chỉ thức Dùng hợp âm dương Mới có thể đạt tới cấp độ của chúng ta Thưởng thức được một tiềm mỹ vị của vĩnh sinh Đây là lễ vật chúng ta tặng cho ngươi Trên mặt của Lâm Bắc Thần Lộ đâm một tiên nghi hoặc nói Ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi Việt mặt thủy tổ nói Muốn biết tại sao chúng ta lại ưu đãi ngươi như thế đúng không? Đúng thế. Lâm Bắc Thần nhân gian thanh tỉnh mà nói. Ta mặc dù tự cho mình là siêu phàm, nhưng cũng biết muốn có trước tiên là phải nỗ lực. Quà tặng của vận mệnh thường thường ngay từ đầu đã đánh dấu xong cả giá rồi. Tổ chức cần ta làm cái gì đây? Tổ chức chỉ cần người lựa chọn đứng về phía chúng ta ở trong cuộc chiến tranh này, chỉ như thế thôi. Đáp án mà huyết ma thủy tổ đưa ra quả thực có chút hoang đường lâm bắc thần con mày nói chỉ thế thôi à chỉ thế thôi việt mặt thủy tổ nói lâm bắc thần nói ta là một thành viên của thánh tộc đương nhiên là đặt lợi ích của thánh tộc lên hàng đầu đứng ở trận danh của tổ chức chính là sự lựa chọn không thể bình thường hơn không thể đạo hữu còn lo lắng ta sẽ gia nhập tập đoàn của bắc thần nghịch tạc sao việt mặt thủy tổ nói việt mày của thánh tộc chỉ là trang buộc mặt ngoài mà chỉ có lợi ích vĩnh hằng mới là cơ sở kiên cố nhất của mình ước. Người đã lựa chọn gia nhập tổ chức, vậy tổ chức cũng nguyện cung cấp cho người lợi ích và thiện ý lớn nhất. Lâm Bắc Thần làm suy nghĩ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lão tự tin người mới là lạ, chắc chắn đã có nguyên nhân đặc biệt khác. Từ trong tổ điện đi tới, Lâm Bắc Thần bùi ngồi mãi không thôi. Hay da, ta bẩn rồi. Cùng các nhà tư mặt huyết mạch thủy tổ thông đông tam bệnh. Nhưng mà hai chữ trường sinh này Thật sự là có một chữ mị hoặc vô cùng Ai Ngay cả thủy tổ Đều không thể nào chống lại loại mị hoặc này Về tương đối mà nói Luân hồi trì cục của đế hoàng thần thánh Là mức độ cao thượng trần chính Chỉ là luân hồi sẽ đào gãy gốc rễ Của các thủy tổ Cho nên các thủy tổ của hoàng cổ tộc Rốt cuộc vẫn là lựa chọn phản bội Toàn bộ tấn tây bắc À toàn bộ hồng hoang vũ trụ Đã loạn thành một đống đại chiến tướng gặp nhau. Có thể tưởng tượng được, một khi chiến tranh mở ra, sự chém giết giữa đế quốc Bắc Thần quân đoàn sẽ mang đến vô số tử vong. Đợi cho đến kỳ hồn thể trải trọng khắp tinh hà, 16 thủy tổ của âm cực vũ trụ kia sẽ bắt đầu quấy phá, giống như âm thần thôn phệ trời đất, hấp thù dương khí vận, từ đó thu hoạch được vĩnh sinh chỉ lực. Còn các thủy tổ hoang cổ tộc, chắc hẳn đã sẽ đạt được thủ đạo tương ứng về phần bản thân Lâm Bắc Thần ư Hắn biết Bản thân mặc dù đạt được quyền thống soái Của cuộc chiến tranh này Nhưng cũng gặp phải một phiền toái cực kỳ lớn Một khi chiến tranh mở ra Sự tử vong bắt đầu xuất hiện Vậy bản thân nhất định phải tu luyện Vòng giả trí thức Thông qua thôn vệ hồn thể của sinh linh đã chết đi Đây là một thành viên nhập đội Gia nhập tổ chức vĩnh sinh Tu luyện Ta đã bẩn rồi Không tu luyện Không thể gạt được bọn người huyết ma thủy tổ cho nên Lâm Bắc Thần đột nhiên suy nghĩ rõ ràng. Sự hào phóng của năm người huyết ma thủy tổ thật ra cũng là đang đào hố chôn mình. Lực lượng của tổ chức trưởng sinh quá mạnh, bọn hắn vốn không hề lo lắng bị phản bội. Bởi vì trên thế giới này, ngoài trừ đế hoàng thân thánh cùng âm cực chỉ chủ ra, đã không có ai có được thực lực đối kháng với bọn hắn. Lâm Bắc Thần tâm sự trùng trùng quay về phòng làm việc của mình. Dựa vào kết quả thường đị của hội nghị thủy tổ ngày hôm nay tiếp theo đầy trọng tâm của hắn liền trở lại phương diện quân sự Tin rằng không đâu sau đó mệnh lệnh liên danh của đội các nghị viện cùng huy diệu thành liền sẽ được công bố đến lúc đó hắn liền trở thành quý tộc quật khởi nhanh nhất từ trước tới nay trở thành thống soái của cuộc vây quét quân lần thứ hai mang theo lượng lớn quân đội đi đánh lão hàn rồi trước khi chính thức tham gia quân đội là bác thần sắp xếp tốt công việc của tổ chức đại đội khung cùng phân phối quyền lực của tổ chức đại đội đã rất hoàn thiện và khoa học. Sự sự khống chế của Lê Hoàng Nghị cùng Lâm Thính Thiện vận chuyển ngày càng thông thuận hơn. Vấn đề duy nhất là thiếu cường giả định phòng trần chính trên ý nghĩa tọa trấn. Một chuỗi mệnh lệnh liên tiếp tuyên bố xuống. Rất nhanh, sau khi tổ chức đại đội thành lập về lần đầu tiên đại biểu đại hội thúc giục tổ chức trên ý nghĩa toàn thể. Trong phòng họp lớn như vậy, Một không khí nghiêm túc trang trọng hơn một vạn ba ngàn cao thủ của đại đội từ cấp tinh quân trở lên dựa theo chức vị cao thấp này mà ngồi xuống trang nghiêm không một âm thanh trong đó có cả hai người tần thụ cùng hồ mỹ nhi bây giờ hai người này đã trở thành phó quan được tân tổng cục lâm thính thiền tín nhiệm nhất cũng được coi là tân quý quyền cao chức trọng còn năm người mã hàm vương sướng triệu thư trước đó lại dần dần đến hạng hai cái này cũng là hợp tình hợp lý dù sao thì thực lực của mấy người bọn họ vốn chỉ có thể coi là trung đẳng chỉ vì ôm chặt đùi của lâm bắc thần mới đến như diều gặp gió bây giờ theo với sự cải tổ của tổ chức đại nội dần dần đã không cách nào gánh vác trách nhiệm cao hơn một triệu thân tử một triều thân không bị lâm thiên thiện trọng dụng là điều đương nhiên khi lâm bắc thần xuất hiện tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ trên mặt của mỗi người Đều có sự kích động cùng hưng phấn Khó có thể khống chế Tin tức lặng lặng tất đại nhân Đi tham gia hội nghị thủy tổ Đã truyền ra khắp tổ chức đại nội Tất cả mọi người đều hiểu điều này có ý gì Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần Mọi người nhìn hắn giống như nhìn thấy vị thân thân Ở trong tâm của mình Mời ngồi Lâm Bắc Thần xua tay nói Cuộc hội nghị hôm nay vô cùng đơn giản Ta chủ yếu nói ba điểm chính Bên dưới mỗi một điểm lại có 10 điểm nhỏ Mọi người kỳ chép thật kỹ Ha ha ha, ta đùa thôi Hắn cười phá lên Bầu không khí trở nên hoạt bát hơn Lâm Bắc Thần lại tiếp một câu nói Ta làm sao có thể chỉ nói ba điểm chứ Tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng Lê Hoàng Nghị cúi đầu che kín mặt mình Lâm thính Thiện vút vút về thái dương Công tôn Long Tuyên dở khóc dở cười Được rồi, trở lại chuyện chính Mấy chuyện rất quan trọng tuyên bố phía dưới Ít ngày nữa bản tọa phải tiến về quân bộ của Huy Diệu Thành nhậm chức rồi. Thân làm chủ soái của hai lần vây quét, xuất quân xuất trinh, thảo phạt tập đoàn Bắc Thần nghịch tặc. Lâm Bắc Thần biểu cảm nghiêm túc. Năm người nghe vậy đều chấn kinh. Liên quan tới việc đế quốc muốn tiến hành vây quét lần thứ hai đối với quân đoàn Bắc Thần nghịch tặc, mọi người đều đã biết. Nhất là tất cả mọi người đang làm đều là cao tầng trong tổ chức tình báo đặc biệt. Đối với những tin tức này, đương nhiên là càng thêm mẫn cảm, hiểu càng nhiều hơn. Lần vây quét thứ hai này, chính là dốc toàn lực của cả nước. Vô số tình hệ, vô số tình độ, vô số giới tinh, vô số cương giả gia tộc và cộng quốc, các đại quần đoàn chiến bộ dưới sự thống trị của Huy Diệu Thành đều bị điều động, chính là một trận đại hội chiến cấp bậc trăm tỷ. Hoài giới sớm đã đặt thành một cách nhận thức chung, ứng cử viên thống soái của một cuộc vây quét lần thứ hai không phải là cấp thủy tổ thì không thể nào đảm nhiệm. Hơn nữa chắc chắn là thủy tổ hoang cổ tộc. Đây là một vị trí chạm tay có thể phòng. Một khi trở thành thống soái quân đội, địa vị chính trị của hắn trong nháy mắt liền đạt đến vị trí gần với đế hoàng thần thánh của đế quốc thần thánh từ trước tới nay. Ít nhất ở ngoài sáng là như thế. Vốn cho rằng vị trí này sẽ rất quý hiếm, tất nhiên đã trải qua một ven tranh đoạt tranh đấu. Không ngờ rằng sớm như vậy đã mở màn rồi Hơn được còn là hoa rơi nhà mình Sau khi chân kinh ngạc nhiên Một loại cảm giác tự hào và hưng phấn Tự nhiên mà sinh ra ở trong lòng Của các cao thủ đại đội Cho dù là người có tâm tư thâm trầm Cũng đều có một loại xung động Chia sẻ cho những người khác Lâm Bắc Thần rất hài lòng Về phản ứng của tất cả mọi người Trong bức điện giống như Tấu nói Nhất định phải xem phản ứng của tất cả quần chúng Mới có ý nghĩa nếu như mọi người nghe thấy tin tức này đều có vẻ mặt bình tĩnh vậy thì hắn sẽ cảm thấy quần chúng của giới này không được thẹn qua hóa giận nhịn không được sát tâm nổi lên sau khi bàn án xuất quân rời đi tổ chức đại đội giao cho lê hoàng nghị phụ trách lâm bắc thận tuyên bố quyết định thứ hai trên thực tế thì đây đã đem tổ chức đại đội giao cho lâm thính thiền bởi vì khoảng thời gian ở đại đây lâm thính thiền vẫn luôn ở phía trên lê hoàng nghị Lão đây tỷ phu này không đấu nổi Lâm Bắc Thần đã từ bỏ chiến lược rồi Bởi vì sự ăn ý giữa lão tỷ Cho nên tổ chức đại nội Giao cho lão tỷ hiệu quả tốt nhất Lâm Bắc Thần hy vọng Luân hồi tri cục của đế hoàng thần thánh Có thể thực hiện Sau khi hội nghị kết thúc Tin tức liên quan tới nhân tuyển thống soái Của cuộc vệ quét lần thứ hai Đã được ấn định tưởng như là ôn dịch điên cuồng truyền phát ra ngoài Tin tức lý thiếu phí sắp sửa Thống quần xuất trình chấn động trong ngoài đế đô. Còn Lâm Bắc Thần lại là trước tiên Đi tới trụ sở Thăng Long Sơn Cho dù là đại quân sắp xuất lĩnh Đến lúc đó Dưới trướng trăm tỷ Nhưng đang tin điểm nhất Vẫn là tinh hạt chiến đội giọng chính Trước khi chính thức xuất trình Chắc chắn là phải dựng lên địa vị Cho tinh hạt chiến đội rồi Trụ sở Thăng Long rất nhanh Đều trở nên đông như trầy hội Các phần xác định tin tức Nhất là rất nhiều gia tộc quân sự thực tiền phong thích thiện ý với lâm bắc thần, rồi ngay cả tập đoàn thiên công cũng đều không chút do dự liếm lên. những chuyện này đều giao cho đám người đạo tướng quân lý anh sở Ngân, đại sứ tỷ viêm ảnh đi phụ trách. chế độ quân chủ offline là một lần nữa bắt đầu. ngày thứ ba nội các thần thánh nghị viện cùng với lại huy diệu thành quả nhiên là ban bố thông báo liên hợp, ban bố chỉ định đế quốc tối cao, tổ chức đại đội đời thứ nhất lằng lằng tất lý thiếu phi trở thành thống soái tối cao của quân đoàn về quét lần thứ hai. Mặc dù tin tức đó cũng đã truyền bá ra, nhưng vẫn dẫn tới sự kinh ngạc. Mà cũng chính là vào lúc này, trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm ứng, là tới từ đông đảo Trần Châu, thần giới. Lực lượng của Vĩnh Hằng Chi Luân dường như bắt đầu suy yếu, thần giới đang khôi phục, nhất định phải trở về một chuyến. Lâm Bắc Thần lập tức tuyên bố bế quan với bên ngoài, kỳ thực hồi thành đến đông đảo Trần Châu sau đó đi vòng đến thần giới. Quả nhiên là lực lượng của thời không phòng ấn đang biến mất. Khoảnh khắc đầu tiên đi vào đại hoang thần thành, lâm bắc thần liền cảm giác được tòa thành thị này đang thức tỉnh. Tiếp theo toàn bộ thần giới cũng đang rã đông. Hắn trực tiên liền đi tới dinh thự tiểu phụ sơn trong viện. Tiểu theo phụ thành lùi ngồi xếp bằng ở trong hư không, tóc xanh ở hai bên tai hơi lượn lờ, giống như cành liễu lay động bên trong gió xuân. Lâm Bắc Thần trong lòng liền run lên Vĩnh hàng Chi Luân lơ lửng trên đỉnh đầu của Thanh Lôi Con nguy tàn mát ra cũng bắt đầu ảm đạm Lời thể không phong ấn chi lực đáng sợ kia Đang chậm rãi biến mất Giống như tất cả đóng băng đang bắt đầu chậm rãi rã đông Lâm Bắc Thần trong cháy mắt liền đi tới trước mặt tiểu thiếu phụ Hắn cảm nhận được Thổ tức ngọt ngào quen thổ kia Ngay đăng khi Ở mũi của tiểu thiếu phụ chậm rãi chạy xuôi ra kỳ là tiếng đập của trái tim của nàng giữa sợi tóc của thanh lôi mới hồ có ngân quang nhàn nhạt, nhạt, lấp lóe đó là tóc bạc duy trì vĩnh hằng chi luân cần tiêu hao bản quyền sinh bệnh mấy năm trở lại đây từng sợi tóc xanh của nàng trở nên pha tạp trắng đen đan xen cho người ta một loại cảm giác tà dị lâm bắc thần đứng bình tĩnh ở bên cạnh tiểu thiếu phụ hắn chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn ấm áp lên áp lên trên gò má gầy gò của thanh lôi cẩn thận cảm ứng sự lưu chuyển của lực lượng sinh mệnh dần dần kết thúc qua thời gian thêm nửa tháng nữa liền có thể triệt để khôi phục rồi hắn đã đưa ra phán đoán nếu đã vậy thân hình của Lấm bắc thần liền đoán lên khởi động bí thuật hồi thành biến mất ngay tại chỗ nhanh mắt sau đó thân hình của hắn xuất hiện ở trụ sở thăng long sơn đế tinh đại lục của hồng hoang vũ trụ một đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống Lão tử muốn bế quan tu luyện không gặp khách đại quân khi nào lên đường chờ tiến độ bế quan tu luyện của ta quyết định mà trước đó điều mà tất cả mọi người cần làm chỉ có bốn chữ chuẩn bị chiến đấu nói tóm lại đại ý của hắn là đừng tới làm phiền ta sau đó dùng phương thức bế quan trở lại là một lần nữa xuất hiện ở dinh thự tiểu phủ sơn đại sự của quân quốc đặt một bên ta dùng tiểu thiếu phụ trước Lâm Bắc Thần chậm rãi đặc biệt thành bộ cái áo choàng màu trắng đã từng mặc qua ở trước mặt Thanh Lôi. Hắn nhìn tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Đối với thế giới này mà nói, thời gian đã trôi qua mấy chục năm rồi, mà so với thời gian trôi qua, biến hóa càng khổng lồ hơn ở chỗ sự biến hóa mang tính đột phá của bản thân. Đại lục Đông đảo Trân Châu đã triệt để thay đổi dáng vẻ, mà toàn bộ thần giới cũng đã không còn như trước. Tất cả mọi thứ bây giờ Đối với thành lời bạn nói Đều đã trở nên lạ lẫm vô cùng Cho nên lâm bác thần phải ở lại nơi đây Hắn phải chờ đợi thần giới triệt để rã đông Chờ thanh lôi triệt để khôi phục Cho đến khi thanh lôi mở to mắt Ngay đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn Bất kể thế giới này có biến hóa lớn thế nào Ta vẫn sẽ ở bên cạnh nào Ta ở trước mặt của ngươi Ngươi thấy ta có mấy phần giống như trước kia Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người, ánh mắt quét qua những người khác trong viện. Tiểu An An cùng bằng hữu khác của nàng là Tần Thiên Tuyển, còn có một số tiểu bằng hữu khác đang ngồi yên lặng. Nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được khi thực sinh bệnh hoạt bát trong cơ thể của các tiểu bằng hữu đang nhanh chóng khôi phục. Như thầy là ở trong giấc mộng, nháy mắt sau đó liền sắp triệt để thức tỉnh. Thân thức của Lâm Bắc Thần khuếch tán ra, toàn bộ thần giới, tất cả động tĩnh trong ngoài đại hoàng thần thành, toàn bộ đều theo đó thu thập hết vào trong đầu hắn. Hả? Đột nhiên hắn lại có phát hiện. Những quái vật ma thú đến từ chỗ sâu Mạ uyên kia, lại một lần nữa bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Một loại lực lượng tràn đầy khí tức khủng ngược bạo lực, bắt đầu ở chỗ sâu của Mạ uyên mà xôi trào. Tưởng như là muốn sống phá vĩnh hằng chi luân phong ấn chỉ lực dần dần biến mất, giáng lầm đến trong đại hoang thần thành các ma thú bị phong ấn ở khu hạ tam của đại hoàng thần thành đang dãy rủa đang phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp giận dữ không kịp chờ đợi muốn khôi phục năng lực hành động mà các đại khu vực răng co của khu trung dị có tình huống tương tự xuất hiện Mã uyên lâm bắc thần trong lòng hơi động trước đó lâm thính thiện rất khẳng định nói các thông đạo đối điện âm cực vũ trụ không ở trong đại lục đông đạo trần châu cũng không ở đại hoang thần thành nhưng sự tồn tại của Ma Uyên Quả thật là rất quỷ dị Lão tỷ có thể sai lầm rồi không Dù sau khi tên này hóa thành Kim thiền Từ trên cây rơi xuống liền có thể đám gãy chân của mình Có lúc cũng không phải đã đáng tin cậy cho lắm Nghĩ tới đây Lâm Bắc Thần vận chuyển giả thiên đại thuật Một đạo phân thân từ trong thân thể của hắn đi tới Không mình hành lễ Tuần bệnh chủ nhân Là nhất hào phân thân Hắn thu điểm khí tức sai bước rời khỏi tiểu viện đi về phía khu trung nhị khu hạ tam lâm bắc thần vẫn ở trong tiểu viện cùng với thanh lôi chờ đợi chỉ có điều góc nhìn của hắn có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào dường như là đang chơi trò máy bay không người lái hoán đổi đến góc nhìn của nhất hào phân thân nhìn thấy rõ ràng cảm nhận được tất cả những gì mà hắn thấy Đã hoang thần thành bị phong ấn đầu như vậy dần dần có ký tức của sinh bệnh trên đường phố có gió thổi qua bụi đất hơi tạo thành vòng xoáy tấm biển hiệu vải của đường đi hơi rùng nhẹ trong gió đám người trạng thái đứng im giống như phò tượng khi tức sinh mệnh ở trong cơ thể lại phát ra thậm chí tất cả những người có tu vi cao trong mắt đã bắt đầu hơi chuyển động mang theo mờ mịt thân trí cũng đang nhanh chóng thức tỉnh ở khu trung dị một số ma thuốc phun trào ra khí tức đáng sợ sát đi ở trên người bọn chúng bạo tràn đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần dần đối diện tư chỉ kịch liệt giãi rụa, muốn khôi phục năng lực hoạt động xé nát thần dân. thông qua một số trạm điểm phòng ngự chỗ khu vực càng sâu hơn mà thu buồn hình vạn trạng giống như thủy triều từ bên trong mạo uyên điên cuồng tuôn ra cho dù ở vào trạng thái đứng im lại mang đến một loại cảm giác mãnh liệt đập vào mặt trước khi vĩnh hằng chỉ luận phong ấn đại băng thần thành một trận tai nạn đáng sợ đã xảy ra Đầu tiên là bởi vì tín ngưỡng biến mất mà dẫn đến nhiều thần linh vẫn lạc. Sau đó là ma thú bên trong Mạ uyên bắt đầu bộc phát đại quy mô. Công pháp phòng thủ của thần tộc bắt đầu tiến vào đại hoang thần thành tiến hành giết chóc không khác biệt. Đây là tai nạn của thần tộc gặp phải tai họa ngập đầu. May mà phong ấn giáng lâm tạm thời đình chỉ tai nạn này. Lúc này theo với sự rã đông của phong ấn tai nạn liên tiếp diễn. Nhân học phân thân dưới sự điều khiển của đầm bắc thần không hề xuất thủ chém giết những thứ mà thú này bởi vì trong thời khắc then chốt khi tiểu theo phụ thành đội thức tỉnh hắn không muốn bất cứ thứ gì bên trong đại hoang thần thành biến hành can tiệp để tránh bởi vì cưỡng ép phá hủy phong ấn trì lực mà tạo thành tổn thương cho thành đội nhân đạo phần thân đi tới mạo uyên sau đó không ngừng hướng về phía dưới bên trong mạo uyên vốn dĩ là trụ đóng tất cả quân đội cương giáo của các đại thần tộc còn bố trí các loại sản nghiệp đã từng là nguồn năng lượng của thần tộc, nguồn tài nguyên cùng các loại sản phẩm trần quý. Nhưng lúc này đã triệt để rơi vào sự khống chế của ma thú. Tất cả mọi thứ ngày trước đều đã hóa thành tro bụi. Kiến trúc, trận pháp, các loại thiết trí đều bị ma thú phá hủy. nước mắt nhìn lại là các loại ma thú muôn hình vạn trạng dùng điệp thủy triều, bị định cách ở bên trong hư không, duy trì tư thái chạy tập kích, lịt nhà lịt nhít, liếc mắt không nhìn thấy bờ bến cục diện thạch tuyệt đối có thể khiến cho những người mắc chứng sợ dày đặc chứng sợ cự vật chứng sợ giam cầm trong nháy mắt phát bệnh nhất hảo phân thân đi tới chỗ sâu của mạ uyên hắn dừng bước chân phía dưới tự nhiên là có thứ gì đó rất nguy hiểm song nói quần lâm bắc thần từ trong miệng của nhất hảo phân thân truyền ra trực giác nói cho ta biết không nên đi tiếp về phía chỗ sâu hơn kỳ quái bên trong đại hoang thần thành lại còn có thể có lực lượng khiến ta kiêng kỵ. Biểu cảm của Nhất hào phần thần do dự và bất định. Sau khi liên tục suy nghĩ, Lâm Bắc Thần quyết định từ bỏ việc tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là chờ đợi tiểu thiếu phụ Thanh Lôi an toàn thức tỉnh. Sau đó là trận chiến tại Vệ Quét Hồng Hoang Vũ Trụ. Trước khi hai chuyện này đều kết thúc, tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con trước tiên phải cầu thả một chút. Đợi sau khi giả thiên đại thuật giai đoạn thứ hai tu luyện đại thành, ngược lại là có thể tới tìm một chút. Nơi này có lẽ là ẩn giấu bí mật to lớn nào đó không muốn để người ta biết. Nhân hào phân thân đưa mắt nhìn Ma Uyên hồi lâu, sau đó lùi lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lâm Bắc Thần ở trong biệt viện của dinh thự tiểu phụ Sơn kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng tim đập của thanh lôi dần dần rõ ràng có thể nghe thấy được âm thanh huyết dịch lưu động của thanh lôi cũng có thể nghe được. Trên mặt của Lâm Bắc Thần dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Một loại biến hóa ngoài dự liệu chậm rãi phát sinh ở trong cơ thể của thanh lôi. Tiếng nhịp tim cùng huyết dịch lưu động loại trình độ này có thể do với hồng hoang di chủng cùng tinh thú. Lực lượng sinh bệnh cường hãn đến mức độ khó mà tin nổi. Sao lại xuất hiện ở trên người của thanh lôi? Cần phải biết để duy trì việc vận chuyển của vĩnh hằng trì luân thanh lưu đã tiêu hao lực bản nguyên sinh mệnh to lớn ngay cả một số sợi tóc cũng đã bạc trắng như tuyết nhưng bây giờ nàng dường như đã đạt được một loại phụng dưỡng nào đó có có thể lý giải được hồi quang phản chiếu hay là một loại tác dụng phụ tăng cường nào đó ở bên ngoài lý luận giải thích trái tim của lâm bắc thần không khỏi treo tận cổ họng lúc này không dám có bất kỳ dị động nào chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đồng thời hắn lấy điện thoại ra bắt đầu cuồng phát quỷ trác cho hạn bất phụ. Trưng cầu ý kiến của vị đại lão thời không đạo này, xem có thể gõ ra manh mối gì hay không. Nhưng lão hàn cũng không biết đang bận cái gì, vẫn luôn không trả lời, cũng không biết quả bao lâu. Ô, một tiếng hừ khẽ quen thuộc từ trong miệng của thành lồi phát ra. Vinh hằng chi luân trên đỉnh đầu, phóng ra, quang huy kỳ dị. Lấy tốc độ ánh sáng trong nháy mắt phóng xạ ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ đại hoàng thần thành trong nháy mắt khiến cho tất cả khu vực của khu thượng nhất, khu trung nhị cùng khu hạ tam đều sáng rực như ban ngày. Con măng của Vĩnh Hằng thậm chí chưa vào mã uyên. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần nghe thấy được một tiếng gào thét phẫn nộ rõ ràng từ chỗ sâu nhất của mã uyên truyền đến. Âm thanh này không giống như thứ mà nhân loại có thể phát ra, chói tai mà bén nhọn, tự như tiếng gào thét của minh giới, trong đó tràn đầy chất vấn và phẫn nộ. Mà cũng làm một tiếng gào thét này chuyện để đánh nát toàn bộ phong ấn chi được sau cùng Bên trong đại hoang thần thanh Sống rồi Tất cả sinh linh trong khoảnh khắc này đột nhiên sống lại thôi Các thần dân bối rối nhìn khắp tứ phía Trong cảm giác của bọn hắn Hình như là đã xảy ra chuyện gì Để hình như cái gì cũng đều không hề xảy ra Còn ma thu khôi phục năng lực hoạt động Không kịp chờ đợi nhảy bổ về phía mục tiêu trước mắt Miệng lớn huyết bồn Cùng răng nhọn móng sắc nên muốn vội vàng công kịp chuẩn bị xé nát thần dân. Nhưng cũng chính vào lúc này, một cỗ dao động lực lượng khủng bố cường hoành bá đạo vượt xa đại hoàng thần thành trong lịch sử. Ngay cả trung thần chi phụ ngày trước cũng kém xả tí tắp, quét sạch toàn bộ thần thành. Ngao ô, ngao ô. Từng con bà thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó trực tiếp đã bị đoàn lực lượng này trấn sát thành huyết thủy thịt nát. Là lực lượng của nhất hào phân thân Lâm Bắc Thần đã sớm hạ chỉ lệnh. Trong khoảnh khắc mà phong ấn trì lực của Vĩnh Hằng Chi Luân biến mất, Nhất Hạo phân thân điển phóng ra lực lượng của mình, điều khiển rất tinh diệu, tiến hành trấn sát đối với các đại mã thú bên trong Đại Hoang Thần Thành. Lực lượng cấp tần tổ ở bên trong Đại Hoang Thần Thành bây giờ tuyệt đối chính là sự tồn tại cấp bậc mạnh nhất vượt xa lịch sử, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng được. Giữa một ý niệm, tất cả mã thú bên ngoài ma uyên trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành máu loãng thịt nát. Trong nháy mắt này, sự tồn tại ở chỗ sâu của Mạo Uyên kia lại một lần được phát ra tiếng gầm gừ gào thét. Tựa như là giả thú bị chọc giận. Thứ đáng sợ này đang dùng tiếng gầm thét tiến hành hô ứng với nhất hảo phần thần. Song gầm mạnh liệt hóa thành sát ý kinh khủng, thuận theo Mạo Uyên phun trào ra ngoài. Trong chốc lát không biết bao nhiêu ma thú bị đạo song âm này chấn động thành huyết nhục bột mịn. Nhất Hạo phân thân hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa phóng ra một cỗ lực lượng. Hai cỗ lực lượng va chạm chính diện bên trong mạo biệt. Sóng năng lượng kịch liệt, khiến cho toàn bộ đại hoang thần thành đều chấn động hẳn lên. Đây là ngang tài ngang sức. Sau cuộc va chạm lần này, vị tồn tại kia ở chỗ sâu của Mạo Uyên đang thủ điểm khí tức, không đưa ra thêm bất kỳ hồi đáp nào, mà ở bên trong dinh thự tiểu phủ sơn Vĩnh Hằng Chi Luân hóa thành một vòng lưu quang, lần một lần nữa dung nhập vào giữa mì tâm của thanh lôi. Sau đó tiểu thiếu phụ thanh lôi rốt cuộc đã mở tỏ mắt, chậm đại đứng dậy ở bên trong hư không. Lôi nhi! Lâm bác thần tiến lên đón chào. Nhưng chính vào lúc này, hai đạo kim mang từ trong đôi mắt xinh đẹp của thanh lôi phun ra sắc ngoài, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Sự đáng sợ cường đại khiến cho tiểu thiếu phụ mỹ lệ này như thể là giống như trong nháy mắt liền biến thành một người khác. Thành được thay đổi rồi. Trong nháy mắt này, nàng giống như thẩm phán giả cao cao tại thượng, chỉ phối phận mệnh của ngàn vạn sinh linh. Bên trong con người xinh đẹp bắn ra tinh mang thần thánh và lạnh lùng, không bằng theo chút cảm tình nào. Cho dù là lâm bắc thần bị ánh mắt như vậy quét qua, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác phòng bị. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là biến thành người khác chính vào lúc này nương âm thanh của tiểu an an vang lên thân thể mềm mại của thành lôi hơi chấn động một chút lôi nhi lâm bậc thần cũng mở miệng trước gương mặt cây gò xinh đẹp của thành lôi hiện ra một tiếng nghi hoặc lâm bậc thần tiến lên giữ lấy tay của nàng mặt tay nhỏ bé lạnh buốt tựa nhường máy móc lạnh như băng nương tiểu an an cũng xông lại ôm lấy đùi của thanh lôi bên trong đôi mắt của thanh lôi quang mang kim sắc dần dần ảm đạm trên mặt hiện lên vẻ rãy rụa theo với con người của cặp mắt hạnh mỹ lệ kia trở nên trong suốt tiểu thiếu phụ dần khôi phục ý thức ban đầu Đang nhìn thấy lâm bắc thần trước mặt không chút do dự trực tiếp xông đến trong vòng tay của hắn đôi tay xích sao ôm lấy sau lưng của lâm bắc thần dùng như muốn khiến cho cả người mình đều chui vào trong thân thể của lâm bắc thần Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng mà nói Tất cả đều qua rồi Tiểu tiếp phụ ngẩng đầu lên Dừng lên nụ hôn đồng nhiệt thật dài Khi tức thơm ngọt tràn ngập khoang miệng của Lâm Bắc Thần Đây là hương vị quen thuộc và duy mỹ Lâm Bắc Thần tránh xa Giới xác đã mấy năm Phòng tuyến trong lòng nháy mắt Cũng thùng trăm ngàn lỗ Trong đầu hiện đen đủ kiểu tiêu hồn Khi ở cùng với tiểu tình nhân này liền có chút phập phòng không yên Nương, An An bị chẹt ở giữa Không nhìn được lại kêu lầm một tiếng Lâm Bắc thần cũng thanh lôi Môi lưỡi tách ra Đôi mặt với nhau phốc phốc cười một tiếng Sau đó thanh lôi bế tiểu nha đầu lên Nhẹ nhàng hôn một cái để trán Tiểu nha đầu cũng hôn một cái lên mặt của thanh lôi và Lý An Chi Sau đó Lấy chú vào trong vòng tay của Lâm Bắc thần Ôm thật chặt cổ của hắn Hai người các ngươi khi nào thành thân vậy Nhanh thôi nhanh thôi Lâm Bắc thần nói Chờ thúc thúc làm xong mọi chuyện Sẽ đến cưới mẫu thân Đến lúc đó ngươi làm hoa đồng có được hay không Không cần An An dòng sữa lắc đầu từ chối Sau đó nói Ta muốn cùng mẫu thân gả trò thúc thúc u là trời Ha 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 Là bác thần cùng thanh lôi đều bật cười Lúc này Tần Thiên Toàn dẫn theo những người bạn nhỏ khác cũng vây quanh. Đều là các cô nhi cùng với tiểu An An bị bắt tới bên trong thần điện, coi như vật thí nghiệm lúc trước đã quen sống ở chỗ này rồi. Đối với bọn trẻ mà nói, không có chút cảm giác nào về thời không đóng băng. Bọn chúng hoàn toàn không biết bên trong thời gian đã trôi qua xảy ra chuyện gì. Ký ức vẫn dừng lại trong khoảnh khắc đóng băng bắt đầu. Lâm Bắc Thần lấy các loại đồ ăn vặt ra, bọn họ lập tức bắt đầu hoan hô. Tần Thiên Toàn cầm đồ ăn vặt, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lâm Bắc Thần đau lòng cho cái tiểu cô nương đã mất đi mẫu thân này. Hắn nhẹ xoa xoa cái trán của thần Thiên Toàn nói Tại biết người muốn nói điều gì Không cần gấp Chỉ qua một khoảng thời gian nữa Ta sẽ dẫn ba bà, bà người trở về thăm ngươi Có được không Tần thủ bây giờ Ở đế tinh của Hồng Hoang Đại Lục Là phụ tá đắc lực của Lâm Thính Thiện Công phụ bề bộ Hơn đơn Lâm Bắc Thần xuất phát Từ nguyên nhân bảo vệ thân phận của mình Tạm thời không có cách nào dẫn hắn trở về Cảm ơn Thúc Thúc trong mắt của Tần Thiên Toàn phóng ra ánh sáng Mà lúc này Thần dân ở các khu vực khác của Đại Hoàng Thần Thành Sau khi tỉnh lại Cũng không khỏi kinh hãi Có một số thần linh thực lực cường đại Tương đối cao Đã nhận ra dị trạng trước đó Thậm chí còn có một số người Bởi vì thức tỉnh hơi sớm Nhìn thấy ma thú dữ tợn Cảm nhận được một cỗ uy áp chỉ lực khủng bố Tới cực điểm Vượt xa cực hạn lý luận Trong nháy mắt liền hủy diệt tất cả ma thú nhưng chính vào lúc này, một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Các tân quý thần chủ thần của thần tộc trong trí nhớ, mệnh lệnh ban bố xuống, khiến cho tất cả các đại thần tộc lập tức bắt đầu sửa chữa phục hồi đại hoang thần thành, đồng thời chuẩn bị công tác phòng cự, vây chặt lúc vào tổn hại của Mạ Uyên. Chuyện mà thu sầm lấn đã được giải quyết, các đại thần tộc không thể nào hỗn loạn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, người giam thừa cư làm loạn, giết chết bất luận tội tước đoạt thần cách vĩnh thế hồi phi yên diệt các cương giả của thần tộc phụ thuộc bắc thủ thần lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh đã hoang thần thành hỗn loạn cũng thấy tốc độ nhanh nhất mà bình tĩnh lại trong mấy ngày tiếp theo lâm bắc thần cũng không rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh thanh lôi hắn cảm nhận được trong cơ thể của thanh lôi có thêm một cỗ lực lượng kỳ dị thầm thúy mà xa xôi tương đương với cận cấp thủy tổ ở bên trong hồng hoang vũ trụ nhưng lại cực kỳ tối tăm không phải bản thân nàng chủ động nắm giữ không phải là khí tức của vĩnh hằng chi luân chứ Luân cảm thấy thứ đồ vật này là lịch không tầm thường chỉ sợ là vật ở bên trong hồng hoang vũ trụ nhưng không hiểu sao lại phù hợp với thanh lôi có thể bị nàng thôi động qua không lẽ thanh lôi là một vị luân hồi giả nếu như mạch suy nghĩ này là thật vậy thì lai lịch của thanh lôi kia chỉ sợ là không đơn giản rồi Chẳng lẽ cũng là cấp thủy tổ Nào của Lâm Bắc Thần Hiện tại đã mở ra rất rất lớn Một ngày nọ Lâm Bắc Thần đang làm trò chơi Cùng Tiểu An An và bọn trẻ Đột nhiên trong đầu truyền đến giọng đó quen thuộc Của trợ lý giọng nói thông minh Phần cứng của điện thoại Có phiên bản mới Xin hỏi có lập tức thăng cấp hay không Lâm Bắc Thần giật mình Nâng cấp phần cứng sao Nếu như nhớ không lầm mỗi lần nâng cấp phần cứng đều sẽ dẫn đến việc điện thoại phát sinh biến hóa cực lớn, tác dụng mạnh hơn, uy lực cao hơn là một chuyện tốt. Nhưng không biết tại sao, lần này trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy nâng cấp phần cứng lần này sẽ không giống như trước đó, nhưng bất luận như thế nào nên thăng cấp vẫn phải thăng cấp. Nhân lần trước trận quyết chiến cuối cùng, đem phần mềm hack này nâng cấp đến phiên bản mới nhất. Có lẽ sẽ có hiệu quả trợ lực không thể tưởng tượng nổi Nâng cấp Lâm Bắc Thần đưa ra lựa chọn Lần thăng cấp này kéo dài 10 ngày Xin bảo đảm điện lượng của điện thoại đầy đủ Xin bảo đảm tài khoản của bạn Có đầy đủ lưu lượng Thăng cấp bắt đầu đếm ngược Theo với thời gian đếm ngược Từ 10 đến 0 kết thúc Điện thoại tiến vào trạng thái nâng cấp phần cứng Lâm Bắc Thần là một lần nữa Cảm nhận được cảm giác tiêu hồn Năng lượng trong cơ thể bị rút đi nhưng mà có thể nhịn được Hắn tiếp tục chơi đùa cùng bọn trẻ Thanh lôi ở trong phòng chuẩn bị đồ ăn Thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ Nhìn người trong viện ở bên ngoài Trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc Cuộc sống trước mắt này là điều mà nàng hướng tới Nhưng đáng tiếc Lâm bác thần cùng bọn nhỏ chơi rất vui Hắn rất buông lỏng Tiến vào một loại trạng thái chững chạc chưa bao giờ có Cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều trông thì bị tẩy lễ tịnh hóa vậy những năm này từ khi bắt đầu tiến vào hồng hoang vũ trụ hắn vẫn đang chinh chiến từ bên trong thi sơn huyết hải đi ra nhìn thấy qua rất nhiều người lửa ta gạt được trừ kiến thế quốc mục nát hết lần này đến lần khác chém giết và thời khắc sinh tử chưa hề buông lỏng như vậy trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày lâm bắc thần cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đã đạt được một loại nâng cấp to lớn dùng ngôn ngữ khó mà hình dung. Giống như là có rất nhiều tạp chất tích lũy trong cơ thể bị các tiểu hài vui cười cột rửa sạch. Giống như là đang luyện tâm. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng dưới loại trạng thái này dưới tình huống giả thiên đại thuật của mình không hề vận chuyển từ áp điện thoại vậy mà lại bắt đầu nhanh chóng đột tiến hiệu quả tu luyện tăng vọt rốt cuộc thời gian 10 ngày cũng trôi qua tinh phần cứng của điện thoại thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra điện thoại, phát hiện bên ngoài nhìn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Một số tác dụng cũng như thường. biến họa bắt mắt nhất là bộ phận app ở mặt bên bàn đều có phiên bản mới. Trong đó có app Weibo, có app vô từng kiếm cốt, có app điểm phát sóng wifi di động, quét mã QR. Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút, đem những app này lựa chọn thẳng cấp lịch. Sau đó hắn lại nhìn thấy Ở trong cửa hàng ứng dụng Có một phát hiện ngạc nhiên Trong danh bạ có thêm một người liên hệ mới Đường dây nóng Di động phục vụ Trung Quốc Mặc dù ta đã từng thử gọi vào số điện thoại này Nhưng mà đó đều là chuyện Khi vừa bay trọng sinh Hơn nữa còn không kết nối được Ta không nhớ rõ bên trong danh bạ Của mình có số này Sao lại đột nhiên xuất hiện nhỉ Không lẽ là trong quá trình nâng cấp phần cứng sinh ra tặng phẩm phụ Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, trực tiếp bấm gọi số này. Thật xin lỗi, điện thoại của bạn đang thiếu phí, xin bạn nộp tiếp tiền vào điện thoại. Xong cứ trung anh quen thuộc, ngoài dữ liệu xuất hiện. Lâm Bắc Thần tâm thần rung mạnh. Lần này điện thoại di động quay số, có phản ứng biến hóa. Trước kia quay số là số không tồn tại. Hiện tại gọi lại là trạng thái không còn tiền. Mặc dù đều được là gọi không gọi được, nhưng trạng thái lại có sự khác biệt to lớn. Giữa trạng thái thiếu phí, chỉ cần đóng phí thì có thể kết nối. Nói cái khác, là bác Thần nhíu mày lại, ta làm sao nộp tiền điện thoại đây? Dùng tiền tài có thể nạp điện, dùng chân khí có thể nạp đầy lưu lượng. Theo đạo lý mà nói, có lưu lượng chắc có thể gọi điện thoại. Nhưng điện thoại này từ đầu tới cuối đều không bình thường, cho nên không nói đạo lý được. Ta hiện tại thực sự cần một kỹ xảo chơi điện thoại lâm bắc thần thở các loại biện pháp lưu lượng cùng tiền tài cũng không thể thành công nạp tiền điện thoại trở nên giọng nói thông minh trong vấn đề này trở thành trợ thủ trí tuệ cũng không thể trả lời ra nguyên do chỉ có thể tạm thời từ bỏ từ từ suy nghĩ thôi lâm bắc thần thở dài một hơi hắn có một loại dự cảm sau khi cuộc điện thoại này gọi thông tất cả những gì mà mình gặp phải toàn bộ nghi hoặc nguồn gốc của điện thoại di động tên từ thần không hiểu ra làm sao kìa Tất cả đáp án đều sẽ được công bố Lúc này Tinh Wi-Fi chìa khóa phản năng đào thoát thành công Có muốn cài đặt ngay lập tức hay không Âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên Lầm mắc thần không chút do dự Lựa chọn lập tức cài đặt Hết tập 341